ngày 23 tháng 6, trạm y tế phường Châu Phú B kết hợp với các ban khóm ra quân vệ sinh môi trường diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất số huyết tại khóm Châu Thế Hai. Theo số liệu của trạm y tế phường, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn phường Châu Phú B ghi nhận 7 ca mắc sốt xuất huyết. Để chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa bão, trạm y tế phường cùng các cộng tác viên, ban khóm, đoàn viên thanh niên phường ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, lật ấp các dụng cụ chứa nước không cần thiết, kiểm tra các vật dụng chứa nước trong và ngoài nhà, phát hiện và xử lý các dụng cụ chứa nước có lan quang đồng thời tuyên truyền phát tờ rơi hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức vệ sinh môi trường xung quanh nhà, không để các vật dụng chứa nước ứ động, không cho mũi sinh sản, thả cá, diệt lăng quăng. Nhằm hạn chế việc lây lan dịch bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, bảo vệ cảnh quan môi trường trên địa bàn ngày càng xanh sạch.